Okay, we start. Today we are studying about fruits. We study 10 words and 5 sentences and easy conversation about fruits. We're doing online language exchange. Okay, so your turn, do it in Vietnamese, Thanh Bích. Hôm nay chúng ta học về chủ đề trái cây và trong đó có 5 từ, 5 thầy và 10 từ mới về chủ đề giao tiếp. Thì hôm nay chúng ta sẽ trao đổi ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Come on. Okay, thank you. Now we go for here. We can get back. Okay. Thank you for helping me, and then with the introduction. The introduction will be good for on the video, and then so this is better the early version of our conversation. Today, just a simple study, and then okay, we start. Táo, apple, cam, right? Can you read the Vietnamese? I'll read the English. Cam, orange, chuối, banana, dưa hấu, watermelon, nho, grape, xoài, mango, dứa, pineapple, bưởi, grapefruit, dừa, coconut, thanh long. And dragon fruit. I found this one here. Is it similar vocab words here in Vietnamese dừa. And for example, it might be difficult to learn Vietnamese tiếng Việt, right? And here dừa. Dừa. So can you read it? Dừa. Can you please? Dưa, Dừa. dứa, Dừa. dừa, Dừa. So and dạ. dừa how là watermelon. Dừa. Dừa pineapple. Dừa coconut. Yes. But the actually the dừa is Dưa. an only different of intonation. Yeah. Dừa. So and three kinds of fruits. Three kinds. The cây trái fruit. Cây trái. Tay trái. Fruits are là cây trái. Trái cải. What is it? Trái cây. Fruit. Trái cây. In tiếng Việt. Trái Yes, cải. trái cây. Trái cải, Yes. okay. Trái cây. Ba trái cải là dưa hấu. Dưa. Dưa hấu. Yeah. Dưa Dứa. hấu. Dưa. Dứa. Dưa. And have another name. Anyone can use thơm. Thơm it means dứa. Dưa, okay. Yeah, some people say thơm. You can read it easy to you. Okay. It's easy Dưa, for you. dưa. Okay. Because I didn't recognize about like dưa. Ah, I think dưa là coconut. Yeah, And then, okay, I see. but I don't dưa là pineapple. Dưa hấu là watermelon. It's not simple. And in terms of when we study Vietnamese vocabulary, yeah, it's difficult for me. Okay, we try the sentence. Here, can you read the cao mốc? Cao mọc, okay. Cao mốc.
Tôi ăn một quả táo mỗi ngày để giữ sức khỏe. Tôi ăn một quả táo mỗi ngày để giữ sức khỏe. The meaning Khỏe. in English? Can you say in English? I? I eat Yeah. apple every day for stay healthy. Yeah. To keep stay healthy, or for health, healthy. For health. For health or to keep healthy. To I keep eat healthy. một một quả táo là one apple. Apple. Yeah, Dạ, one apple. vâng. Mỗi ngày Okay. là every day. Okay. Every day I eat one apple. Keep To keep healthy. to keep healthy. Okay. And then cao hay. Cam tươi rất ngon và tốt cho hệ Cam tươi rất ngon ngon và tốt tốt cho hệ miễn dịch. Okay, in tiếng Anh. cam 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 tươi rất ngon và tốt cho hệ miễn dịch mình fresh Orange, cam, fresh cam là orange. Fresh oranges, À. are delicious and good for the immune system. À, em dịch dịch là imitate imi imi Immune 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 immunity. immune system. Okay. System. Immune system. Okay. Cho em miễn dịch. Okay. Cam chuối rất ngon và tốt. Cam chuối là gì? Cam tươi, cam tươi, it means fresh Orange, tomato. fresh Yes. orange. You So take up chuối from tree. là fresh. Fresh, yeah. Okay, so cam choi, fresh, chan long. Chan long là very delicious. Delicious, rất Very ngon, delicious, fresh very delicious. orangey. And that means fresh orangey, very delicious, and it's good for immune system. Yeah. Okay, understand. Okay, cao ba. Chuối. Chuối là món ăn nhẹ yêu thích của tôi sau khi tập thể dục. Chuối là món ăn nhẹ yêu thích của tôi sau khi tập thể dục. Ý nghĩa tiếng Yeah. Anh là gì? Banana my favorite. My favorite food. My favorite food after exercise. Sau khi tập thể dục, after exercise, After after the exercise, exercise. my favorite food. I like banana. After exercise, okay. Gao bom. Câu 4. Dưa hấu là loại trái cây hoàn hảo để giải khát vào mùa hè. Dưa hào là loại trái cải hoàn hảo để giải khát khát vào mùa hè. Okay, ý nghĩa tiếng Anh là gì? Watermelon is a I know. perfect Fruit. fruit Perfect fruit. One to of perfect fruit. fruit. Trái cắt. Bao mùa hạ là Turn. in summer, in summer, in summer. Your turn. Turn. Meaning of trái cắt, what is it? Giải khát it mean when we feel hot. When we feel hurt,
Yes, and Yeah, then we need to, yeah, hot inside or outside, so feel not good for health. We need some, okay. yeah, for balance inside and outside health, yeah, Oh, body. okay. Let me check Yeah. what the jacket. Yeah, Refresh, jacket. okay. Refresh. Refresh jacket. Refresh means get better. Get better, okay. Yeah, so what's the Recovery. balance? Yeah, Balance inside and recovery. outside. Dài cách là refreshing. Okay, understand. Yêu hào là lời trái cải là hôn hảo. Dài cách mau mùa hè. Cao lắm. Mùa này nho ngọt và mọng nước hơn bao giờ hết. Mùa ngái nhúc ngốn và muốn nước hôn bao giờ hết. Ý nghĩa tiếng Anh mùa này là Mùa này, this season. this Yeah, season this season, the grapes are sweeter. Yeah, ngọt hơn. And more hơn more succulent. More succulent than bao ever. vô vô hết. Than ever, ever. Yeah. Than ever, yes. More Và dư hết. succulent. More than ever, muốn nước, Mọng nước water. is a lot Water. of water. With A lot of water. And nhô, nhô not là gì? a lot of, yeah. Ngọt is Sweeter. mean the Sweet, sweeter. sweet. Sweeter. Yeah, more than another reason. Little, Season. little. Nhiều ngốt là amount of More, water. more sweet. Okay. Nhiều ngọt, nhiều is mean more. Okay. Yes. Okay. And sweet ngọt. You can read the Vietnamese sentence. I follow you Yeah. from 1 to 5. Yes, I read again. Yeah. Number one to number five. Number one, tôi ăn một quả táo mỗi ngày để giữ sức khỏe. Tôi ăn một quả táo mỗi ngày để giữ sức khỏe. Cậu Yeah. hãy. Câu 2, cam tươi rất ngon và tốt cho hệ miễn. Cam chùi rất nũng và tốt cho hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch. Miễn dịch. Dưa hấu là loại trái cây hoàn hảo để giải khát vào mùa hè. Dối là món ăn nhẹ yêu thích của tôi sau khi thích trợ giúp dùa hay là lôi trái cái món hảo để trời khách bảo mùa hè. Ok. Mùa này nho ngọt và mọng nước hơn bao giờ hết. Môn này nhôn ngốc và muốn nhức hôn bao giờ hết. We read English and then I'll tell about English to Vietnamese. Let me check. This one is one side is better. Okay. I'll read it positive. I eat an apple every day to stay healthy. I eat an apple every day to stay healthy. Okay. Second. This means tôi ăn một 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 One quả táo. một một táo một 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 quả táo. à một quả táo mỗi ngày để giữ sức khỏe. Okay. Okay, cậu cậu hãy. Fresh oranges are delicious and good for the immune system. Fresh oranges are delicious and good for the immune system. Cam cam fresh là chuối Tươi. tươi cam chuối chanh chanh nón và tốt
your immune. No. Hệ 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 miễn dịch. miễn dịch. Hệ miễn dịch. Ok. Câu Yes. vào. It means we can fighting virus. Viral. Ok. Chị. Yes. Ok. Banana is my favorite snack for after. Snack means mua ăn. After exercising. Banana is my favorite snack after exercising. Ok. Chuối. Chuối. Chuối là muốn ăn tín nhiều yếu tín nhiều yếu tín qua mắt qua mình sau khi chế chế dục Chuối là món ăn nhẹ. It means my món ăn favorite. Món chế ăn nhẹ yêu thích. Nhẹ you snack. thích you thích món ăn chế you thích My favorite snack. you thích qua mình sau sau khi chế Tập thể. chế chế chụp chế chụp Yes. chế chế chụp Tập thể dục. ok After exercising. Câu bốn. Watermelon is the perfect fruit to refresh in the summer. Yeah. Watermelon is a perfect fruit to refresh in the summer. Watermelon là dưa dưa hấu Hấu. à chua hấu là trái cây hoàn hảo dẹp để refresh là chết 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 what is Giải giải it khát. trái trái Yes, cắt bao mùa hè. in the summer. Okay. Nice. Câu năm. This season, grapes are sweeter and juicier than ever. Season grapes are sweeter and juicier than ever. The decision là mùa này. Mùa này. Grapes là dưa. Nho, Nhỏ quả nho, quá grapes, à quá nhỏ nhỏ quá nhỏ nho, là nho, nhỏ nhỏ quá quá grapes, nhỏ là dân nốt nốt ngót ngót ngọt, ngọt ngọt hơn. ngọt và juice More sweet. nước nhớ Nước nhiều hơn. nhưng nhiều Juicier. hơn the Juicier than ever. bao giờ hết Hơn bao giờ hết, right? tân hơn bao giờ hết Yes. ok It's mean rich season. Only rich season. ok More sweet and more juicier. Okay. Now you can say English, I'll say thing bit. Okay. Now you say five sentences in English. Okay. You try. I eat an apple every day. Keep healthy. Okay. I read on. Yeah. Second. Fresh orange are delicious and good for the immune system. Good, yes. Banana are my favorite. My favorite snack after exercising. Okay. Watermelon is a perfect juice fruit to giải khát. I forgot. Leaf flash, leaf flash.
Refresh. Refresh, Yes. refresh Yes. in this summer. Okay. This season are grass, more sweet, more sweeter, sweeter this season, grass more sweeter, and nhiều nước hơn, juicier than ever. Ok. À, môn nước con vào chiều hết. Môn nước Mọng nước con is mean vào chiều hết. juicier than Ok. ever. Ok. I'll try Juicier juicer than, then. juicier than ever. Ok, I Lovely. try to think it. Tôi Okay. muốn một quả táo mỗi ngày để giữ sức khỏe. Eat with again. Eat mean. Ít ăn ăn tôi ăn Yes, not tôi eat. ăn Yes. ok tôi ăn một quả táo mỗi ngày để giữ sức khỏe. Okay. Cam chuối là rất tiếp rất nóng và tốt để cho hệ muốn muốn dịch em Miễn muốn dịch dịch ok cam tươi rất ngon và tốt ăn cho tuổi hệ miễn dịch. ok. And chối là món ăn. Chối là món ăn nên yêu thích của mình. Tao ký thép che chuột. Okay. Bốn. Your house là lối trái cây hoàn hảo để giật trong bao mùa hè. Refresh là gì? Giật chết Giải khát, trái khác à trái khác refresh, bao mùa hè ok. yeah, Mà mua perfect, hoàn hảo, ok perfect, ok hoàn hảo. hoàn hảo yeah hoàn hảo mua ngày nhỏ là ngót 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 và món nước con bao nhiêu hết. Okay. We go for a Very good. conversation. Okay, and Trang Bét, first. Ủa, chào bạn, chào B. Yeah. Bạn có thích ăn trái cây không? Chào, ê, mình rất thích con bao thì sao? Chào A. Tiếng Việt mình sẽ đọc là A, B. Mình cũng vậy. Bạn thích loại trái cây nào? Mình thích xoài và dưa hấu. Còn bạn? Mình thích táo và chuối. Táo rất tốt cho sức khỏe. Đúng vậy. Chuối cũng là muốn ăn nhẹ thôi vội sau khi thắp chế chụp. Bạn đã thử thanh long chưa? Nó rất ngon và bổ dưỡng. Chỗ, nhưng nhẹ gian quả mình sẽ cứu sống. Okay, in English, hi B, do you like eating fruits? Phoebe, do you like eating
Good. Fruit, yeah. Okay, I'll do. I love them. How about you? Me too. What's your favorite fruit? I like mango and watermelon, and you? I like apples and bananas. Apples are very good for health. That's right. Bananas are also a great snack after exercising. How do you try brown fruit? It's very delicious and nutritious. 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 Yes, okay. Not yet, but it sounds interesting. I'll try soon. Okay, we leave you the Vietnamese conversation in English. Okay. Chào Vy, hello. Bạn có thích ăn trái cây? Do you like fruits, right? Do you like eating fruits? Ăn trái cây. Yeah. Do you like eating fruits? Hello, Dạ A. Min, vậy. I rất thích, I like very much. I like very much. Rất thích. Còn bạn thì sao? How about you? And then, Min, Hi. how about you? Yeah. I really like it. How about you? How about you? Min cũng vậy. I also like it. Me too. Right? Yeah. Bạn thích loại trái cây nào nhất? What do you like? What fruit do you like most? What fruits do you like most? What kind of Yeah. fruit? Trái What cây. kind of fruit do you Fruit like? do you like most? Do you like better? Yes. Mình thích xoài. Xoài là mango. Mango. Dưa hào là pineapple. No. Watermelon. Watermelon, okay, yeah. Mình thích xoài. Mà dưa hào cũng bạn. I like mangoes and watermelons. And how about you? You know, in English, here, plural, xoài là mangoes. Not a mango or mango, mangoes. And bao jiu hao là watermelons. Yeah, okay. So, and then this is a plural. And when we say in English, not all or mango, not all on or watermelon, just mangoes and watermelons. Okay, I see. Okay. So we just And more minh chi tao và choy. Also same, I think. I like apples and bananas, the plural. But in tiếng Việt là just táo là apples, chuối là bananas. Tôi rất tốt cho sức khỏe. Táo rất yeah. tốt cho sức khỏe là apple, Very very good good. for health. Đúng vậy. Yes, right. You are right. Chuối là banana. Also, cứng, among, ang là kind of food, snake. Nhẹ, means so, very good. Chết boy, very good. Sau khi tập thể dục, after exercising, the banana also good snack, the good food. And bend the new, then long chua. Have you tried dragon Yeah, fruit? try. Chua, long. Long là, tan long là dragon fruit, right? Dragon, yes. Tan long, long means dragon. Long. Dragon. 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 Okay. Dragon fruit. Dragon. So, and then, did you try dragon fruit? Did you ever eat dragon fruit? No. It no yet no it very delicious and bổ sung là gì?
meaning No cheat, no cheaters. It Pardon? means very good for health. À, Have good for a lot health. of vitamin. Bổ dung là, I don't know. Let me check. Bổ dung là, and No nutritious. cheaters. Nutritious. Literature. Nutritious. Bổ dung là Literature. nutritious. Chưa, not yet. No. Nhưng, but, nhẹ hấp, chan quả. Hấp chan quả. But it sounds Very good. so interesting. À. Interesting. Interested? Nhẹ Yeah, hấp really. chan quả. So interesting. Okay, interesting. Mình sẽ do some. I will try it. I will try soon. I'll try. Soon, it means sớm. Some mean Soon. soon. Ah, I'll Yes, I try will try soon. soon. It means that I'll try it soon. Some soon. Yeah, Okay. I will try Now soon. you review English to Vietnamese. Okay. Okay. I will read You English. review English into Vietnamese. Thank you. I listen. Okay. Okay. Hi B, do you like eating fruits? Chào chào B, bạn có thích ăn trái cây không? Okay. Hi A, I love them. How about you? Chào A, tôi rất là thích ăn trái cây. Còn bạn thì sao? Me too. What's your favorite fruit? Tôi cũng vậy. Loại trái cây nào mà bạn yêu thích? I like mangoes and watermelon and you. Tôi thích ăn xoài và dưa hấu. Còn bạn? Quá. I like apples and bananas. Apples are very good for health. Tôi thích táo và chuối. Táo rất là tốt cho sức khỏe. That's right. Bananas are also a great snack after exercising. Đúng rồi. Chuối mà cũng rất là tốt, cũng là một cái loại ăn nhẹ tuyệt vời sau khi mà tập thể dục. How you try dragon very delicious and nutritious. Có bao giờ bạn đã thử thanh long chưa? Nó cũng rất là ngon và bổ dưỡng. Not yet, but it sounds interesting. I will try it soon. Vẫn chưa, nhưng mà nghe rất là thú vị. Tôi sẽ thử nó sớm. Finish. Okay. And then now you say in English with this thing bit. I'll after that I'll say thing bit with the English. Okay. Okay. Hi B, do you like it? Choose. Hi E, Okay. I very like it. One I minute love it. left. 1 minute left. So yeah, keep doing. Yes. Just 1 minute left. Okay. How about you?